Hôm qua mọi người có ai xem cái clip mà mình đưa lên cái chuyện của ông Hoàng Kiều? Ông ấy nói là nếu như chính phủ Việt Nam đồng ý cho ông ấy thử nghiệm thuốc cho những đứa trẻ từ từ mới sanh ra cho đến 11 tuổi thì ông mới nuôi mấy đứa trẻ kia không? Cái người nhà giàu á, người ta bỏ tiền ra, người ta không có ngu, phải có lợi cho người ta người ta mới bỏ ra chứ. Nếu mà là người ta mà có cái tấm lòng cao cả đại lượng, đi nhìn thấy ai khổ người ta cho người ta nuôi nấng như thế thì người ta đâu có giàu được, mọi người hiểu không? Đơn giản như vậy thôi. Cái thằng cha đấy ngày xưa nó mới làm, nó mới làm cái gì nhỉ, cái farm rượu, bán rượu, nó đi nó quảng cáo. Bắt đầu nó thấy cơ hội, có cái thằng cha Lý Tống á, mang bom, mang truyền đơn về Việt Nam giải xong bị bắt á, cướp máy bay của Thái Lan xong rồi mang truyền đơn giải ở Việt Nam đấy. Xong nó về cái bọn bôn sa, cái bọn ba que xỏ lá, nó phong làm anh hùng Lý Tống. Thế xong rồi lúc chết á thì cái thằng cha Hoàng Kiều này nó mới mua đất để nó xây mộ. Lý do tại sao nó muốn quảng cáo cái rượu của nó, xong nó xui người ta, nó cho người ta uống, xong nó bảo là uống rượu càng nhiều càng tốt rồi sẽ hết hết luôn, là bị tiểu đường mấy bệnh tật gì đấy. Xong nó kêu người ta là uống những cái thực phẩm chức năng năng của nó rồi sẽ khỏi bệnh, Lý Tống sẽ khỏi bệnh. Nó muốn dùng Lý Tống để nó cho Lý Tống uống cái thuốc của nó lúc mà trên giường bệnh đó. Đấy các bạn hiểu không? Thế xong bây giờ nó này, cơ hội của nó quay sang nó muốn là Việt Nam ký giấy với nó để cho nó được phép thử nghiệm những người, những trẻ sơ sinh mới đẻ ra cho đến 11 tuổi. Đó. Tại sao nó không làm cái thuốc của nó tốt như thế, nó không lấy cái, nó đăng ký với đất Mỹ đấy. Nó làm tốt ở nước Mỹ đi rồi nó được phép của Mỹ rồi nó mang về Việt Nam nó bán, tại sao nó phải dùng người Việt Nam để nó thử nghiệm? Thằng chó chết đấy. Cho nên mình hy vọng là Việt Nam đừng bao giờ cho nó bước chân về Việt Nam để nó mang thuốc mang men về Việt Nam để nó thử nghiệm cái này cái kia, làm chuột bạch cho nó à? Đúng không? Ngày xưa nó muốn dùng thằng Lý Tống để nó thử thuốc. Xong rồi nó kêu là lúc chết rồi nó bảo là nó phải làm sáng tỏ cái vụ là ông bác sĩ nào không cho Lý Tống uống thuốc của nó. Cái đấy thực phẩm chức năng đâu phải là thuốc đâu. Ví dụ như những cái đấy cho nó chỉ là bổ bổ sung cái chất ở trong người mình thôi. Ví dụ mình ít ăn rau thì có những cái vitamin á, nó bổ sung thêm là những cái chất, có cái chất ở trong cái rau củ quả đó. Đúng không? Chứ không phải là thuốc chữa bệnh. À, nó muốn làm giàu á, nó muốn làm người Việt Nam làm chuột bạch à? Tại sao nó đất Mỹ là một cái nước mà nó hiện đại như thế, tại sao nó không làm, nó lấy cái đăng ký ở Mỹ đi, nó thử tại ở Mỹ đi rồi nó bán cho thế giới nó có phải được tiếng không? Nhưng mà tại vì cái thuốc của nó chả ai người ta đồng ý cho nó làm cho nên nó mới như thế. Cái thằng già đó đâu có phải chỉ có hai mươi mấy đứa con trẻ mồ côi của Phi Nhung là bị mồ côi đâu, còn sướng gấp vạn lần nhiều những đứa trẻ ở Việt Nam mà mồ côi rồi bị tàn tật rồi bị chất độc da cam. Xong thấy những cái thằng đấy nó lo cho người ta, bố cái thằng lạ. Nên mọi người đừng có tin cái thuốc của nó. Nên nếu mà thực sự nó mà có tốt như thế nó phải làm với lại đất Mỹ, nó phải đăng ký với đất Mỹ, được phép Mỹ cho phép bán thuốc rồi này kia các thứ thì nó mới được chứ. Tại sao trên đất Mỹ, nó sống trên đất Mỹ, nó không ở trên đất Mỹ nó xin giấy tờ các thứ đi để nó được phép làm và bán cái thuốc của nó phải mang về Việt Nam nó thử nghiệm làm sao. Hơn mọi người á, Việt Nam á, chơi mạng á, đôi khi á, đừng có tin những cái đứa ở bên hải ngoại này.
nhất là thuốc men rồi cái mẹ gì ông mang lên đây bán đồ xong nói là đồ của Mỹ này cái các thứ thực chất toàn đồ Trung Quốc ấy. Không 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 hiểu rồi, không tìm hiểu rồi, không suy nghĩ rồi á, nó bị chúng nó lừa là như vậy đó. Nói bảo ngu mới bị lừa thì lại nói lại tự ái, mày bảo tao ngu mới thế này thế kia, nhưng mà thật sự mình không có hiểu biết nhiều, mình phải nên học hỏi, mình phải tiếp nhận những cái thông tin hay là cái gì mình phải luôn luôn có cái câu hỏi tại sao thì mình mới không lừa được, không bị người ta lừa được, đúng không? Lúc nào bất cứ một cái chuyện gì á mình cũng hỏi tại sao, và mình phải tìm ra cái đáp số của nó, chứ không phải là cứ cứ đi lên đây thấy mạng ở trên này nó quảng cáo hay quá hay quá hay quá xong bắt đầu cứ đâm đầu cắm cổ vào để mà mua những cái, nhất là những cái mỹ phẩm hay là những cái gì đấy, rồi ôi đừng có tin chúng nó, toàn là ảo thôi, chúng nó cứ lên đây chúng nó vô tội vạ, nó quảng cáo rồi nó bán cả được càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như cái thuốc làm trắng da rồi cái gì cái kia, nếu mà thuốc mà làm được trắng da một cách cách ngon lành như thế thì đấy mà khổ chắc sần đâu cần phải lột da làm cái gì, đúng không? Những cái người da đen người ta cũng muốn da người ta trắng, đừng có tin cái bọn bán hàng ở trên mạng này, nhất là cái thằng cha Hoàng Kiều ấy là tỷ phú, làm được thuốc thì thử nghiệm ngay ở bên Úc, à bên Mỹ đi, để cho Mỹ nó đồng ý cho mình bán ra thị trường, thì lúc đấy khỏi cần phải 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 quảng cáo với Việt Nam, người ta cũng mua, đúng không? Thằng Hoàng Tuấn Bạch có hay vào nhà Lisa Vũ không? Hoàng Tuấn Bạch là thằng nào? Thật sự các bạn mình nên đây chơi á, mình thích nói cái gì mình nói thôi, mình không để ý ai vào mấy ai đâu. Toàn xạo thôi Lisa Vũ à. Đúng rồi, cho nên là mình đôi khi mình phải cần tìm hiểu thông tin rồi phải suy nghĩ, phải chứ không phải nghe nghe người này nói người kia nói rồi mình cứ tin vào đó, rồi có ngày mình bị lừa trồng gọng lên, đúng không? Như cái thời gian ấy, có cái thằng ấy mình cũng kể cái câu chuyện là mình về Việt Nam làm cái gì mấy cái thằng ở bên này này lừa, đúng là một cái đường dây lừa xuyên quốc gia luôn. Đó. Có một thằng cha ở bên này này nó mới nói là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa có một số tiền để ở trong nhà băng của Thụy Sĩ, ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng mà bây giờ phải tìm được cái trái phiếu à hay cái mẹ gì đó rồi ấy, bắt đầu mới mới lấy được cái ông cha đó mới lấy được, dùng cha đạo để mà lừa nhá, thì làm sao mà không bị nhiều người dính. Nhưng mà về chúng nó nói mình là mang cái tờ tiền đó về là trị giá bao nhiêu tỷ đô la, mấy chục trăm ngàn tỷ đô la gì đó, kêu là mình cầm về để trao cho cái người bên này, mà bên này mình cũng đã nói chuyện với cái người bên này đàng hoàng nhá, mà rồi khoe là tôi làm ở trong nhà thờ rồi tôi giúp cho nhà thờ rồi vợ chồng tôi này kia các thứ làm cho nhà thờ, tôi không có tin ai cả mà tôi thấy chị rất là chân thật cho nên tôi tin chị này kia các thứ, nói chuyện mình ở tại đây nhá, nói ngon lành lắm. Xong về cái bọn ở Việt Nam á nó mới đưa, nó kêu mình là phải cầm mấy tờ giấy đấy mang về cho cái người bên này đó, xong rồi phải viết một cái tờ giấy để lại là có người ở Việt Nam á làm con tin, nhưng mà mình đâu có làm, mình bảo chứ nghe thì rất là ngon các bạn, khi mà người ta lừa mình á, người ta nói mình á, ôi đã lắm, nếu mà mình cầm về được đây á là mình được ăn bao nhiêu phần trăm rồi là bao nhiêu cái gì đó, nghe cái số tiền đó vãi linh hồn ra,
Nhưng mà mình thích phiêu lưu lắm. Mình về Việt Nam mình gặp mấy người, 4 5 người ông già ngồi, ôi dồi ôi, như là, ôi dồi ôi, như ở trong phim ấy các bạn. Đi ra ngồi uống cà phê có mấy đệ tử ngồi nói chuyện, người nào cũng rất là đại khái là học thức nhá. Ngồi nói chuyện ở tiệm cà phê đó, cà phê gì cao cấp luôn. Ngồi nói chuyện như trong phim ấy. Mình thích phiêu lưu mà. Mình bảo để xem cái bọn này nó làm cái gì. Cuối cùng ông kêu mình là cầm mấy tờ đấy, tờ giấy, nó chỉ là một cái tờ giấy thôi. Cầm về bên này đưa cho cái người bên này mà mình đã ở bên này, mình đã nói chuyện trực tiếp đến tận nhà, tận cái tiệm của ông ấy rồi nhá, nói chuyện nhá mấy hai vợ chồng nhá. Rồi khi sang Việt Nam rồi á, mình lại chứng kiến cái mấy cái người đó nói chuyện với cái ông ở bên này. Thấy không? Chính mình là cái người bật phone lên để cho cái hai cái người đó, mấy người đó nói chuyện để xác định là có đúng là cái người mình gặp không, như là kiểu gì à, thám tử ấy. Hay lắm, vui lắm. Cuối cùng ông ấy bảo mình cầm cái đó về rồi phải viết một cái một cái để lại một con tin rồi viết xuống là mình cầm cái số tiền một cái tờ giấy đấy đi về sang bên này giao cho cái người này. Mình bảo không, cháu không làm thế đâu, chú muốn đưa cho cháu cầm sang bên Úc á thì chú á phải viết xuống chứ không phải là cháu, chú phải là cái người ký và chú là cái người mà nói là chỉ cháu nhờ cháu cầm cái lá thư này sang cho cái người đó thôi chứ không phải là cháu, cháu không có ký cái gì hết đó. Cái bọn đó nó bắt mình, nó nói mình là cầm cái tờ tiền đó về bên Úc về đấy thì mình phải viết một cái lá thư tay nói là mình cầm cái số tiền như thế này sang bên Úc thì mình phải để lại con tin, có nghĩa là dùng đứa em của mình để lại làm con tin đó. Nó bắt mình ký như thế, các bạn có hiểu cái cách lừa của nó. Nói đây là nói chơi, nói vui, cho mọi người biết để mà hiểu, để mà chẳng may có một cái trường hợp nó tương tự như vậy thì mình cũng phải tỉnh táo lên, đúng không? Thế mình từ xưa đến nay mình sang đây mình thấy mình rất là tìm hiểu những cái luật pháp rồi những cái gì đó, cho nên là mình á nhất định không ký. Mình bảo nếu mà nói mà cháu sẵn sàng cháu cầm cái tờ cái lá thư này đi sang giao cho cái người bên Úc, nhưng với điều kiện là chú là cái người phải ký xuống là chú chỉ nhờ cháu mang sang cho cái người này thôi chứ không phải là cháu, tại cháu đâu có biết cái này là cái gì đâu, đúng không? Chẳng may mở ra là một cái bom hay là cái gì cháu chết à? Không có đâu, nó chỉ là một cái lá thư thôi các bạn, một cái tờ giấy cho vào một cái phong bì nhá. Đến khi mình sang đây mình kể mới có người bảo mình chứ sao mày không cầm đi, chỉ là một cái lá thư thôi mà, còn ngu gì cầm. Mà nó làm trước khi mình về nó còn đưa tiền cho mình để mình mua vé máy bay để mình về Việt Nam nữa cơ. Các bạn thấy không? Nếu mà mình mà không cứng thì mình có phải tin chúng nó là mình chết không? Nó không phải lừa mình. Mọi người nhớ là như vậy nhá, nó không phải lừa mình, nó lừa đứa em mình ở Việt Nam. Ví dụ mình có ký xuống cái tờ giấy như thế, mình dùng đứa em mình để nó để làm con tin á thì rồi á nó sẽ đến nó đòi là đòi cái đứa em mình ở Việt Nam đó. Đấy, các bạn thấy nó lừa siêu cao thủ không? Nó ở bên này, nó có người bên này nhá, có nhà, có cửa, có tiệm đàng hoàng, nó cho mình biết nhà, biết cửa, biết tiệm đàng hoàng. Rồi nó đến rồi nó nói là nó thường ở trong một cái nhà thờ đó mà ngay gần nhà mình thôi, không có xa. Nhá. Đến để nói chuyện rồi nói là sẽ cầm mấy tờ giấy đấy sang rồi sẽ được bao nhiêu phần trăm của cái số tiền mà mình cầm sang đó. Nó chỉ là một cái tờ giấy thôi, nó không là cái gì hết. Đúng không? Thế mọi người nghĩ là có phải là lừa xuyên quốc gia không? Thằng Hoàng Tuấn Bạch có hay là
hôm nay không em chào chị Nay Xà Vũ nhé, lâu quá không rảnh, chúc chị sức khỏe. À, chúc Kimi Trăng cũng thế nhé, chúc tất cả các bạn đều luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh. Vào đây nghe chuyện nói chuyện cho nó vui trong cái mùa cách ly này ở bên Úc này, cách ly hàng 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 hàng, hàng bao nhiêu năm bao nhiêu lâu rồi, người ta nói nó là lâu nhất thế giới luôn chứ không phải lâu nhất ở cách ly đó, bị lockdown đóng cửa là lâu nhất thế giới. Tại sao mình chơi ở trên mạng này mấy chục năm rồi không có đứa nào mà nó chửi được mình nhiều như như nhiều người ở trên này đó, tại vì những cái chuyện vớ vớ vẩn vẩn hay là chuyện riêng tư hay là cái chuyện ở Việt Nam mình không có bao giờ mình để ý mình dây vào làm cái gì các bạn, chỉ có cái chuyện là nó không liên quan gì đến cá nhân của ai ấy, thì mình nói chuyện thôi. À, những cái người như là mình không có hội nhóm nào hết, không có bênh ai mà cũng chẳng có gì hết, cứ cái bọn ba que mấy những cái gì mình chửi ba que là mình chửi ba que hoặc là mình nói vu vơ ở trên này thôi. Thì còn những cái chuyện chẳng hạn như phe này nhóm kia mà cãi nhau hay là không đồng ý với nhau hay là không bao giờ mình dính vào, không bao giờ mình về phe của người nào hết, mà cũng không có thân thiết lắm với bất cứ một ai ở trên cái mạng này. Mà thật thực tế là trên cái mạng Facebook của mình không có người quen của mình ở Úc này đó, cho nên là nó bớt đi được cái thị phi, nó đỡ lắm chuyện các bạn. Chơi ở trên này chơi cho vui thôi. Facebook nó giống như cái chợ ấy, mình đi ra chợ mình gặp cái bà bán rau bán này bán kia, hello chào hôm nay khỏe không, ngày nào gặp người nào đó hello vui vẻ cho nó thoải mái. Cuộc sống này mình đâu có phải là cái trên cái mạng này nó là cái gì của mình, nó cần thiết lắm cho cái cuộc sống của mình hàng ngày đâu, gia đình mình mới là cái thực tế thứ nhất. Đúng không? Cho nên là những cái thử mình lên trên này mình cũng có học hỏi được nhiều thứ, những cái gì mà nó tốt cho mình thì mình học mình chia sẻ, chẳng hạn như là nhiều cái mình lên đây mình không biết về những cái đất nước cái gì Taliban hay là cái gì ấy, mình thấy cái người đó nói chuyện về cái những cái đất nước đấy thì mình chia sẻ cho các bạn nghe, hoặc những cái luật pháp ở bên này nó như thế nào rồi cuộc sống nó làm sao thì mình được chia sẻ. Còn những cái mà vớ vớ vẩn vẩn cái chuyện cãi nhau chửi nhau người này chửi người kia mình không bao giờ mình xen vào, đúng không, mà cũng không có ăn nói bậy bạ. Tại lớn rồi chửi nhau lên đây là được cái gì đâu, đúng không? Thật sự mình có chửi như thế nào thì con cái mình nó cũng chẳng biết, nó cũng chẳng hiểu, nhưng mà mình không làm như thế. Đúng rồi chị, em sợ thị phi. Đúng rồi, ví dụ như là mà từ ngày có Facebook đến giờ mình chửi bọn ba que trên này chửi như như gì á, để vạch ra những cái thực tế ở bên này, bọn ba que nó làm gì được mình đâu, chả làm gì được cả. Mình chửi thì mình cứ chửi thôi, chửi đúng mà, nói đúng mà. Còn những cái chuyện riêng tư cá nhân của người ta kệ người ta. Chia sẻ cái gì lợi về quê hương mà bạn bè vui vẻ, đúng rồi. Ví dụ như chuyện cuộc sống mình sống ở bên này á, có cái gì mà Việt Nam mà người ta chưa hiểu thì mình nói ra, chẳng hạn ấy, hôm nay mình đi đổ xăng đi đi vào xăng là 19 đồng mấy, nó cũng thu mất 1 đồng 70 mấy đồng, 1 đồng 70 mấy sen tiền tiền thuế đó. Nhưng mà nhiều người ở Việt Nam này nghe cái bọn ba que xỏ lá là ở bên này không đóng thuế nhưng mà phải trả tiền tiền thuế cái gì đấy, thuế giá trị gia tăng ấy, bên này cũng phải trả chứ. Đúng không? Mình để lấy cái receipt cho mọi người xem.